thành phố Hồ Chí Minh, không được từ chối tiêm mũi 2 cho người tiêm mũi 1 nơi khác. Ngày 14 tháng 9 năm 2021, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Sở vừa có công văn khẩn gửi Ủy ban Nhân dân thành phố, Thủ Đức và các quận huyện, các đơn vị trực thuộc về khắc phục hạn chế trong tổ chức tiêm vaccine. Trong đó yêu cầu các đơn vị tiêm chủng không từ chối tiêm mũi 2 cho người dân nếu mũi 1 được tiêm ở địa phương khác. Tính đến sáng nay ngày 14 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm được tổng cộng hơn 8,1 triệu liều vaccine. Trong đó tổng số mũi 1 là 6,58 triệu liều và mũi 2 là 1,57 triệu liều. Đặc biệt trong đó có hơn 2 triệu người đã tiêm vaccine Verocell của Sinopharm. Hiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung cho hoạt động tiêm vaccine, phấn đấu đạt tỷ lệ người dân được tiêm ngừa COVID-19 mũi 1 cao nhất, tăng tốc tiêm mũi 2 để đẩy nhanh tốc độ bao phủ vaccine trong cộng đồng. Mức độ bao phủ vaccine là một trong những điều kiện quan trọng để khôi phục cuộc sống bình thường mới và mở rộng các hoạt động kinh tế, xã hội sau này. Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, qua giám sát thực tế điểm tiêm và phản ánh của người dân, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận một số hạn chế, cụ thể như điểm tiêm có số lượng người dân ra tiêm rất ít, dẫn đến năng suất đạt mũi tiêm thấp. Một số nơi từ chối tiêm vaccine mũi 2 cho người dân nếu mũi 1 tiêm tại địa phương khác. Do đó, Sở Y tế nhắc nhở các đơn vị tiêm chủng không từ chối tiêm mũi 2 cho người dân nếu mũi 1 được tiêm ở địa phương khác. Các đơn vị phải duy trì các đội tiêm đã thành lập, sẵn sàng hỗ trợ khi có yêu cầu điều động thêm nhằm đạt độ bao phủ một mũi vaccine cho toàn dân, đồng thời tiêm mũi 2 cho người đủ thời gian theo quy định. Sở Y tế đề nghị các địa phương huy động lực lượng để đảm bảo đạt 200-250 liều một ngày một đội tiêm nhằm hoàn tất việc bao phủ vaccine. Các địa phương mời đầy đủ người đến tiêm theo kế hoạch hàng ngày để đảm bảo tiến độ, tận dụng hiệu quả nguồn lực đội tiêm. Sở Y tế cũng sẽ điều các đội tiêm có số người đến điểm tiêm ít để tăng cường cho các điểm có số người tiêm nhiều để đảm bảo tiến độ,